Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu vừa ban hành quyết định số 113 về việc đổi tên trường Trung học cơ sở Phước Đông thành trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Bé. Đồng chí Nguyễn Thị Bé sinh năm 1944, là người con của quê hương Gò Dầu. Đến khi 17 tuổi, đồng chí Nguyễn Thị Bé thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng bảo vệ Tổ quốc và đến năm 1973 thì hy sinh với nhiều thành tích vẻ vang. Khi ấy, đồng chí Nguyễn Thị Bé mới 29 tuổi. Đến cuối năm 1994, đồng chí Nguyễn Thị Bé được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trường Trung học cơ sở Phước Đông được đổi tên thành Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Bé, đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đang được sửa chữa nâng cấp để đáp ứng các tiêu chí mức độ 2. Toàn trường được xây dựng với 25 phòng học và 21 phòng chức năng. Hiện nay trường có 1.144 học sinh theo học từ lớp 6 đến lớp 9. Đội ngũ giáo viên của trường đều có trình độ chuyên môn đảm bảo theo quy định.